với khát khao mãnh liệt cùng niềm tin mạnh mẽ và sự quyết tâm vượt qua mọi trở ngại khó khăn. Daewoo, nhà sản xuất xe thương mại uy tín hàng đầu thế giới với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất xe thương mại, cam kết tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phục vụ xã hội bằng những giá trị đích thực, bền vững thông qua việc lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Daewoo liên tục cải tiến, phát triển và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm độc đáo. Tiêu biểu, dòng xe thương mại cao cấp Prima của Daewoo ra mắt vào năm 2009 đã giành được giải thưởng thiết kế xe thương mại được sản xuất tốt nhất tại thị trường Hàn Quốc. Không dừng lại ở những thành công đạt được, đánh dấu thêm một bước phát triển quan trọng của Daewoo khi chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Maximus thế hệ mới, đột phá mạnh mẽ cả về công suất hoạt động, kiểu dáng thiết kế và bảo trì bảo dưỡng để mang đến cho khách hàng những chiếc ô tô tải tốt nhất thế giới. Daewoo luôn chú trọng đầu tư, nghiên cứu, trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất để cho ra đời những dòng sản phẩm mới đẳng cấp hơn. Cùng với việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã thì thử nghiệm sản phẩm kỹ càng trên mọi địa hình chính là phương pháp để đảm bảo sản phẩm phù hợp hoạt động với mọi điều kiện đường xá và thời tiết khắc nghiệt nhất, tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất hoàn chỉnh từ công đoạn sản xuất, đóng thùng, sơn, chuyển khung, chuyển lắp ráp và kiểm tra cuối cùng. Daewoo đảm bảo từng chi tiết sản phẩm luôn được hoàn thiện, chuẩn hóa và đạt mức độ hoàn hảo trước khi đến tay người tiêu dùng. Các dòng sản phẩm mang thương hiệu Daewoo có phong cách thiết kế châu Âu, chủng loại đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. Xe ô tô tải nặng, đối tác thành công. Xe ô tô đầu kéo, mạnh mẽ, bền bỉ. Xe ô tô tải tự đổ, hiệu năng vượt trội. Xe ô tô tải trung, tinh xảo trong từng đường nét thiết kế. Khung gầm dành cho các dòng xe chuyên dụng, xe trộn, xe bồn và xe cầu chở hàng. Sản phẩm phong phú, đa dạng, kiểu dáng thiết kế hiện đại, công suất mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Daewoo luôn giữ vững vị thế là một trong các nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu thế giới. Động cơ mã lực lớn, công năng mạnh mẽ khi vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Hệ thống phân phối Daewoo đã bao phủ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Philippines. Năm 2017 và chính thức công nhận Đô Thành Ô Tô là nhà phân phối độc quyền ô tô tải Daewoo tại Việt Nam. Đô Thành Ô Tô đang nhanh chóng đầu tư và phát triển hệ thống đại lý 3S bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng, đảm bảo cam kết đáp ứng tiêu chuẩn Daewoo chất trên toàn quốc. Đô Thành Ô Tô, nhà phân phối độc quyền xe tải Daewoo tại Việt Nam.